Hi, xin chào các con. Chào mừng các con đã đến với kênh Lady Bla Bla, kênh học tiếng Anh trực tuyến cùng cô Trâm Athena. Ở video này thì chúng mình sẽ cùng khám phá các dạng so sánh của trạng từ, tính từ và danh từ. Comparison of adverbs, adjectives and nouns. Rồi, các con hãy tham khảo những cái video về so sánh hơn kém của tính từ hoặc là so sánh hơn nhất của tính từ cho cô nhé. Ở những cái video mà cô đã đăng tải kênh Lady Bla Bla ấy. Con nhớ like và subscribe theo dõi kênh này để cập nhật những cái video mới nhất nhé. Rồi, vậy so sánh hơn kém là gì? Định nghĩa so sánh hơn kém. Con nhìn này, đấy, chúng ta có một người to, một người nhỏ đúng không? Một cái nặng, một cái nhẹ. Vậy chúng ta sẽ gì? So sánh hai vật đúng chưa? Với nhau hoặc là nhiều vật với nhau cũng được, nhưng mà tìm cái nào đấy hơn cái nào, là so sánh hơn gì, hơn kém đúng không, tìm ra cái vật nào đó hơn, được chưa, hai vật nhá. Rồi ở đây thì chúng ta có khái niệm về so sánh hơn nhất này, đấy là chúng ta so sánh ít nhất là ba người trở lên đấy, và chúng ta tìm xem là cái người nào mà nhất, nhanh nhất, người đeo, người nào mà cao nhất đúng chưa, người nào mà già nhất, người nào mà chậm nhất, thì mình sẽ so sánh để mình tìm ra được cái cấp độ cao nhất là gì. Ví dụ như anh này là nhanh nhất này, cô này là nhanh nhất này, đấy, anh này là cao nhất đúng không, cô này là chậm nhất và bác này là già nhất. Tìm cái đặc tính và nhất các cái vật, các cái người mà mình so sánh, đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ so sánh hơn của trạng từ nhá. So sánh hơn tức là mình chọn ra một trong hai đấy, thấy chưa, xem là cái nào so sánh hơn. Rồi trước khi mình so sánh hơn thì mình phải phân biệt được thế nào là trạng từ ngắn, thế nào là trạng từ dài. Chúng ta có trạng từ ngắn, tất nhiên nó cũng giống tính từ ngắn thôi, đấy là những cái từ một âm tiết. Chúng ta có ví dụ như là hard, đấy, nhanh, fast, hard là vất vả, fast là nhanh, near, gần, far, xa, right, đúng, wrong, sai, được chưa? Rồi, trạng từ ấy, trạng từ mà dài ấy, thì là có hai âm tiết trở lên. Chúng ta có những cái ví dụ như là quickly này, interestingly này, tiredly này, happy này, happily này. Đấy là những cái trạng từ dài, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có công thức nhá. Công thức thì vẫn là chủ ngữ cộng với động từ, một cái động từ nào đó, được chưa? Và nếu mà tính từ ngắn ấy thì mình thêm er ở đằng sau. Và tất nhiên so sánh hơn kém thì chúng ta không thể thiếu than được. Và chúng ta đến cái chủ thể thứ hai, hoặc là một cái mệnh đề thứ hai, hoặc là một cái đại từ thứ hai mà chúng ta so sánh. Cũng có ví dụ she works harder than me. Cô ấy làm việc chăm chỉ, vất vả hơn là tôi. Vậy she là chủ ngữ, works là động từ, harder là trạng từ thêm với er vì nó trạng từ ngắn, và đó là than. Cuối cùng là me là một đại từ. Đại. Rồi bây giờ mình hãy so sánh hơn của trạng từ dài nhá. Vì trạng từ nó quá dài cho nên là chúng ta không cần thêm, không nên thêm er đằng sau nữa, bởi vì nó dài quá rồi, carefully er nghe nó không có hay. Cho nên là chúng ta thay vì thêm er đấy thì chúng ta thêm more ở đằng trước cho nó câu nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Dịu dàng hơn. Vậy chúng ta có chủ ngữ my father cộng với động từ drives, được chưa? Rồi đến more, rồi đến trạng từ carefully than, được chưa? Lúc nãy mình có một cái đại từ me đúng không? Ở đây mình có một cái mệnh đề là my mother does. My father drives more carefully than my mother does. Tức là bố tôi thì lái xe cẩn thận hơn là mẹ tôi lái. Chữ does này nó là đại diện cho cái từ gì? The drives, đúng không? Nó là cái trợ động từ của đại diện cho the drives. Rồi, vậy chúng ta nên chú ý nhá. Nếu mà trong câu mà nó không có cái từ than mà nó vẫn có cái thì chỗ này chúng ta phải ngầm hiểu là có nhá. Con hãy nhìn thấy vị bác sĩ này chưa? Ông bác sĩ này cũng đã cao rồi, ông
The doctor is tall. Tức là ông bác sĩ này rất là cao rồi. Thế nhưng mà but the basketball player is even taller. Đấy, tức là ông bác sĩ này đã cao rồi mà basketball player, tức là cái vận động viên này, thậm chí còn cao hơn. Cái này chúng ta không nhìn thấy từ ra, nhưng mà chúng ta phải ngầm hiểu đấy là ông này, ông vận động viên bóng rổ này cao hơn ai? Cao hơn bác sĩ. Bác sĩ đúng không? Đấy, chúng ta phải ngầm hiểu cái điều đấy, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có các cái so sánh đặc biệt, đúng chưa? Các cái trạng từ đặc biệt. Well thì mình sẽ đổi thành better, badly thì mình đổi thành worse, little thì mình sẽ đổi là less, và far mình sẽ đổi là farther hoặc là further, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh hơn nhất của trạng từ nhá. So sánh hơn nhất này với trạng từ ngắn này thì chúng ta có chủ ngữ cộng động từ cộng với the cộng với trạng từ thêm is đằng sau, est đằng sau, đúng không? Mình có này, he runs the fastest in my class, là cậu ấy thì chạy nhanh nhất ở trong lớp của chúng tôi. Vậy cái từ fast này là trạng từ ngắn, chúng ta thêm is và nhớ nhé, thêm the đằng trước, thấy chưa? He runs the fastest in my class. Thế chưa nào? Rồi so sánh trạng từ dài thì chúng ta có công thức gì? Là the most, đúng không? The most. Yeah. Chủ ngữ này, cộng với gì? Động từ cộng với the most và trạng từ đó. Ví dụ, out of all the girls in fairy tales, tức là trong số tất cả các cô gái ở trong các câu chuyện cổ tích thì she dressed the most beautifully. Bạn này tên là Bella, Belle, cô gái ở trong chuyện Beauty and the Beast là người đẹp và quái thú ấy. Cô ấy ăn mặc đẹp nhất, đúng không? Thì rõ ràng cái từ beautifully này nó rất là dài. Vậy mình sẽ thêm từ the most đằng trước cho nó dễ dàng, đúng không? Thì nghĩa mình nói là she dressed the beautifullyest, đúng không? Quá là dài. Vậy chúng ta thêm most đằng trước cho nó dễ nói, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng mình hãy xem các cái dạng so sánh đặc biệt nhá. Well thì là the best, badly thì là the worst, little thì là the least, far thì thành the farthest hoặc là the furthest, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ làm với so sánh hơn của danh từ nhá. Cái này nó cũng hơi phức tạp một chút, các con chú ý lắng nghe này. So sánh hơn thì chúng ta có cái công thức như sau: chủ ngữ cộng với động từ cộng với more hoặc là fewer đối với những danh từ đếm được. Rồi chúng ta cũng cộng với than thôi. Tôi lấy ví dụ nhá, nhìn hai bạn nhỏ này đang đọc sách này. Bạn này nói là I read fewer books than Mary does. Tức là tớ thì đọc ít sách hơn là bạn Mary. Đấy, nhìn cái chồng sách của Mary chưa, nhiều chưa? Rồi Mary lại nói là I read more books than Anna does. Đấy, tớ đọc nhiều sách hơn bạn Anna. Thì I là chủ ngữ này, read này. Rồi chúng ta có fewer là ít hơn và more là nhiều hơn, cộng với danh từ đếm được là books. Đấy chưa, nhìn thấy books chưa? Và cộng với than. Đấy chưa nào? Rồi, vậy chúng ta có công thức của những cái gì? Danh từ mà không đếm được thì sao? Nếu mà nhiều hơn chúng mình vẫn dùng more, còn ít hơn thì chúng mình dùng less, nhớ nhá. Ta sử dụng danh từ không đếm được thì chúng ta phải sử dụng more và less. Ví dụ, I do less work at weekends than I used to. Tức là tớ làm việc ít hơn. À, bởi vì là gì? Work này là khối lượng công việc thì nó không có đếm được một việc, hai việc, đúng không? Và nó là danh từ không đếm được, vì vậy chúng ta phải dùng more ở đây hoặc là less. Nếu ít hơn mình dùng less và than I used to. Chưa? Tớ làm việc ít hơn vào cuối tuần hơn là ngày xưa tớ từng làm. Tức là ngày xưa tớ làm nhiều hơn, bây giờ tớ làm ít hơn. Chưa? Less cộng với danh từ không đếm được.
Rồi, bây giờ mình sẽ xem những cái chú ý nhá. Khi mà more mà được dùng chung với danh từ ấy, hoặc là less mà được dùng chung với danh từ mà không có than thì nó có nghĩa là thêm hoặc là bớt. Chưa? Có nghĩa là thêm hoặc bớt. Ví dụ, would you like some more tea? Bạn có thêm, bạn muốn thêm một chút trà không? Bạn có muốn thêm một chút trà không? Được chưa? Would you like some more tea? Đấy. Hoặc là would you like less tea? Less tea tức là muốn ít trà hơn tí à? Hoặc là would you like less water? Thì ví dụ mình cho nước trà nhiều quá, nước nhiều quá thì mình sẽ là would you like less water? Tức là ít nước hơn không? Được chưa? Cho trà nó đỡ loãng ấy. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh hơn nhất của danh từ nhá. So sánh hơn nhất của danh từ chúng ta cũng những cái thứ nhất thì mình sẽ có most và fewest, đúng không? The most và the fewest là đối với danh từ đếm được nhá. He must have made the most mistakes in the exam. Nhìn ông Mr. Bean này, trông này, trông cái mặt này là biết là gì? Ông ấy mắc nhiều lỗi nhất rồi, đúng không? Trông terrible, đúng không? Để ông ấy thì vẫn có, ta có chủ ngữ này cộng với các cái động từ ở đây, đúng không? Và cộng với the most, cộng với danh từ đếm được. Đấy. Còn danh từ không đếm được thì làm như thế nào? Danh từ không đếm được thì chúng ta cũng vẫn có the most với nhiều thôi. Còn nếu mà ít thì mình dùng the least. Cái kia là mình dùng the fewest nhé. Quay lại cái slide này. Đấy, ở đây là chúng ta có the most và the fewest dành cho danh từ đếm được. Còn danh từ không đếm được thì mình phải dùng the most và the least. Được chưa? The most và the least. Đấy. Này, nhìn ví dụ này, trông cái ông này hài quá. He did the least school work among us. So he got bad results. Tức là ông ấy làm ít bài tập nhất, ít bài tập nhất trong chúng ta. Vì vậy ông ấy được điểm tệ thôi, đâu sao nhỉ? Làm bài không làm bài thì nó tệ thôi. Bây giờ chúng mình có ví dụ nha. Mary earned the cái gì đấy money. Vậy the gì, the đây là so sánh hơn nhất đúng không? Thì chúng ta chỉ mà lại còn không có ra ở đằng sau nữa, chắc chắn là the gì rồi, the most. Đấy, chúng ta có the most money. Rồi, Ho Chi Minh City is than Hà Nội. Thì nó big than Hà Nội hay nó bigger than Hà Nội hay là nó biggest than Hà Nội? Đây là một so sánh hơn kém, vì vậy chúng ta sẽ dùng bigger is bigger than Hà Nội. Chưa, Ho Chi Minh City is bigger than Hà Nội. Rồi, mình đến câu tiếp theo nha. Phương can speak English than Minh. Phương thì có thể nói tiếng Anh như thế nào đấy hơn bạn Minh. Vậy đây là so sánh hơn kém, chúng ta sẽ dùng mà của trạng từ đúng không? Chúng ta sẽ dùng trạng từ là đây là fluently là trạng từ. Fluent là tính từ rồi thì chúng ta loại. Nhưng mà fluently, hai cái này đều có fluently. Nhưng mà chúng ta có gì đấy? So sánh hơn kém của trạng từ dài thì chúng ta phải có more ở đằng trước. Vì vậy chúng ta sẽ có là Phương can speak English more fluently than mình. Ok, tôi hy vọng là sau video này thì các con sẽ hiểu hơn về những cái dạng so sánh của danh từ cũng như là trạng từ nhé. Hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất. Goodbye!